Theo Bộ Y tế, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11 năm 2021 trên toàn quốc. Đến nay, đã có các địa phương tiến hành tiêm gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình và Quảng Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 5 tháng 11, các tỉnh đã tiêm được hơn 800.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Đến nay, công tác tiêm chủng đã được thực hiện đảm bảo an toàn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh tính đến hết ngày 4 tháng 11 năm 2021, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được cho 629.604 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong số trẻ em đã được tiêm có 246.478 người trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi, 383.126 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi. Trong số các trường hợp đã tiêm, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm. Đến nay, chiến dịch tiêm chủng vẫn đang được tổ chức an toàn với loại vaccine sử dụng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là Comirnaty của Pfizer. Số liệu tiêm chủng trẻ 12 đến 17 tuổi ở các địa phương khác nhau sau. Ninh Bình hơn 32.000 trẻ, Sóc Trăng gần 31.600 trẻ, Đà Nẵng khoảng 46.000 trẻ. Một số tỉnh cũng mới bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi như Tây Ninh, dự kiến 98.400 trẻ, Cà Mau hơn 86.600 trẻ, Vĩnh Long trên 88.500 trẻ. Bên cạnh các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi, nhiều tỉnh, thành phố cũng đã có kế hoạch triển khai tiêm cho đối tượng này khi có vaccine phân bổ phù hợp như Hà Nội, Ninh Thuận, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Các địa phương đã lên kế hoạch sẵn sàng phương án triển khai. Theo Bộ Y tế, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Bộ Y tế cũng khẳng định đây là vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ em. Hiện nhiều địa phương cũng đã đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được thực hiện trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là đảm bảo an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.